Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học tự học lập trình Python. Ngày hôm nay chúng ta đi vào bài 19, hàm lấy số ngẫu nhiên random. Thì hàm này được dùng khá là nhiều trong các cái việc mà chúng ta có thể viết game này, quay số may mắn, đấy, v vân vân. hàm này thì chúng ta sẽ phải import từ thư viện vào sau đó mới sử dụng được. Nó sẽ lấy cái số ngẫu nhiên ở trong cái khoảng x y mà chúng ta đưa vào, nó lấy từ x nhé và đến sát y thôi. Đấy, đến sát y các bạn phải lưu ý là đến SI y ví dụ như là khi mà chúng ta để run 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 từ 1 đến 100 này này nó sẽ chỉ lấy từ từ 1 đến 99 thôi, sát y mà. Được chưa ạ? Chúng ta để run 2 này, nếu chúng ta không không nhập gì tức là không nhập cái cái, cái gì ở đằng, đằng 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 sau ấy, à không nhập gì đằng cái biến số x đằng trước ấy thì nó sẽ hiểu là chạy từ 0, bởi vì ở đây là nó sẽ hiểu là chạy từ 0 đến 2. Được chưa ạ? 2 nhưng mà ở trên này chúng ta có nói là đến sát y thôi cho nên là nó chỉ đến một thôi Nghe chưa ạ như vậy chạy từ không đến một thằng này từ một đến chín chín chúng ta mở file nên lên để chúng ta thực hành để cho nó dễ hiểu nhé bạn nhớ chuột phải chọn new python file hôm nay là bài 19 rồi đầu tiên là chúng ta sẽ viết cái cú pháp của nó là run 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 này nhé các bạn chú ý cái này này rồi Đấy, bây giờ khi các bạn viết thì nó đỏ đúng không chúng ta gắn một viết a bằng được chưa Rồi enter xuống dòng bây giờ chúng ta sẽ import thư viện vào các bạn ấn phím ôn alt đè phím alt và giữ phím enter rồi các bạn nhìn thấy nó gợi ý cái hàm import cái hàm này chưa à, các bạn chỉ cần nhớ cái dòng này thôi và sau đó import cái dòng này được chưa còn không thì các bạn phải sử dụng cái dòng đầu tiên này nó hơi dài để để dễ nhớ nhất thì các bạn nhớ cái từ này sau đó thì các bạn ấn phím đè phím an và phím enter để nó nó tự import thì mình sẽ không phải nhớ cái 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 dòng dài này đúng không và mình cũng không phải gõ nhiều mình gõ cái dòng này ngắn hơn ôn enter nhanh hơn đấy tùy các bạn các bạn gõ cái này trước cũng được sau đó gõ cái này rồi tiếp theo là chúng ta để cho nó một cái biến nó chạy từ 1 đến 100 nhá 1 đến 200 đi được chưa rồi, chúng ta print ra. Đấy. Bao nhiêu ship em 1 chạy thử. 185 đúng không ạ? Thằng này thì ý nghĩa là gì ạ? Nó chạy từ 1 đến 199. Đến sát y mà, lý thuyết của mình đây. Được chưa ạ? Nó chạy từ lớn bằng x đến đến nhỏ yên y. Đấy chắc chắn là nó sẽ không chạy đến 200. Để kiểm nghiệm cái vấn đề này chúng ta để thử 2 đi, từ 1 đến 2 đúng không ạ? từ 0 đến 2 đi. 1 đến 2 cũng được, căn shift F10 được chưa? Các bạn nhìn nó 1 nhá. 1 này. F10 1 này. F10 1 này. F10 1 này, CM10, 1 này, 1 này, 1 này, được chưa Nó không bao giờ ra số 2 được bởi vì nó chỉ chạy từ từ 1 đến 1. Nó chỉ là 1 thôi, được chưa? Nếu như chúng ta là không nhập gì ở cái đối số đằng trước ví dụ như nhập đến 3 hay thôi, nó sẽ mặc định thiếu cái Đằng x nhá đang F1 đến 3 hoặc là 0 đến 3 đúng không? Thì thiếu cái x đằng trước. Nó sẽ hiểu là chúng nó chạy từ 0. Không? Nếu chúng ta nhập như này nó sẽ hiểu chạy từ 0, 0 đến mấy? Đến sát 3. Sát 3 là mấy ạ? À 2, được chưa ạ? ăn Ctrl Shift F10 còn chạy thử nhá. Rồi rồi, nó ra 0 này. 0 này. Ctrl Shift F10 nó lại random mà. Nó lại ra 2 này, đúng không? Ctrl Shift F10. Ờ à, lại ra 2 này, Ctrl Shift F10. Ờ à, ra 1 này, đấy, Ctrl Shift F10. Đấy, 1. Tức là cái hàm này nó cứ nhảy ngẫu nhiên thôi. Đấy, tất nhiên là chúng ta để 3 thì nó sẽ nhảy rất là ít, còn nếu chúng ta để 900 đi hoặc 100 đi 100 thôi đã nhiều lắm rồi cao nhóm 10 này phải chưa 62 cao xe 10 45 cao xe 10 85 đấy chưa nó sẽ nhảy lăn đùm như này thế thì uh, trong cái việc mà chúng ta chẳng hạn như quay số may mắn chẳng hạn thế bây giờ nó có mỗi người chúng ta có một cái list là, là là, là danh sách mã của cái người tham dự quay số may mắn đấy, bây giờ chúng ta À, đưa cái list đấy vào sau đó thì chúng ta cho random lên à, random chạy để xem là ai chính thưởng được chưa như kiểu bốc thăm trúng thưởng đấy thì có thể là dùng cái hàm này được có một cái ứng dụng à, ví dụ như là chúng ta viết một cái game nhỏ nhỏ là game đoán số chẳng hạn thế Thế thì cái game đoán số này nó là à, chẳng hạn như từ 1 đến 10 được chưa chúng ta đoán số đấy chúng ta à, import cái hàm random vào. Đấy. Cái hàm random này có hai cách nhé, chúng ta có thể sử dụng là 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 import random sau đó chúng ta sử dụng đây viết luôn cho các bạn xem này import import random yeah, import random sau đó thì a bằng lúc này chúng ta sẽ dùng random chấm randang được chưa lý thuyết chúng ta là import vừa nãy chúng ta là import luôn cái hàm randang này vào từ thư viện là random được chưa còn cái này là chúng ta sẽ import random luôn và chúng ta sử dụng cái random chấm random. Đấy. Từ 1 đến 100 đúng không ạ? 1 đến 100. Như thế. Chạy thử nhá. Print A này. Print A cái CM10. 85 đúng không? Cái CM 10 Đấy, 37 thì nó vẫn giống về cơ bản là nó vẫn giống cái cái bài vừa nãy thôi chúng ta khác cách trình bày thôi thì đây là cái cách hai để các bạn có thể import và sử dụng cái hàm này ở cái game đoán số ấy, thì chúng ta à, ví dụ như là chúng ta import hàm random này sau đó thì chúng ta sử dụng ở đây là run int int tức là chúng ta nhảy random số nguyên yeah. thì ở đây chúng ta sẽ cho người dùng người ta nhập một số đấy, từ 1 đến 10 vào bàn phím sau khi mà nhập xong ấy mình đoán mò đấy mình đoán đang đoán mò từ 1 đến 10 sau khi nhập xong ấy thì là là cái máy nó sẽ đoán nó sử dụng cái hàm random để nó đoán đây cái the number này này nó sẽ sử dụng cái hàm run đùm này, này, để nó đoán à, nó random đùm nó nhảy ra một số sau đó thì mình mình đoán thì mình sẽ là nhập cái số mình đoán vào đây đoạn này này Tức là mình sẽ đoán từ 1 đến 10 mình nhập vào cho nó kiểm tra. Đây là cái đoạn kiểm tra này trong khi mà đoán mà khác number. Đấy. Nếu như mà cái 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 số mình đoán này lớn hơn cái số mà máy đưa ra thì nó in ra kết quả là cao quá đúng không ạ? Kết quả cao quá. Thử lại. Đấy. Còn nếu mà cái số mình đoán nhỏ hơn cái số của máy nó nó, nó đưa ra ấy, tức là số nó đang random mà. Nó sẽ đưa ra một cái random đùm sau đó nó gắn vào nó nhớ vào cái biến nhớ của nó Và mình đoán là ví dụ như năm 5 chẳng hạn đấy thì nó sẽ kiểm tra xem là đang nhỏ hơn hay lớn hơn à, Nhỏ hơn thì nó sẽ báo là à nhỏ quá rồi đúng không ạ Thử lại đấy, Tiếp theo là nếu nhưng mà trong trường hợp mà thằng web này Mà bằng thằng int input again này, này thì nó sẽ báo lại À cái này tức là um, nó bảo là mình đoán lại thôi Tức là khi mà chúng ta đoán lớn hơn hoặc nhỏ hơn Thì nó sẽ thực thi cái lệnh tiếp theo đó là nó bảo mình đoán lại Đấy, Còn ngoài ra thì nó sẽ ngoài các cái trường hợp này bởi vì why mà khi mà chúng ta đoán sai ấy, thì nó sẽ ra các cái trường hợp này mà nó thực hiện cái lệnh là đoán lại đi còn nếu chúng ta đoán đúng rồi thì nó bảo là uh, đúng rồi đấy, và bạn thắng đấy đúng không ạ rồi chúng ta chạy thử nhá các chú sĩ 10 này cái 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 này thì nó cũng không không khó lắm đâu các bạn nhìn các bạn có thể tự gõ được cái ship 10 này Đoán từ 1 đến 10 ví dụ mình đoán là 5 đi Ồ oh, 5 thấp quá rồi đúng không đoán lại đoán 8 đi Ồ oh, 8 cao quá đoán lại đoán 5 đi lại đoán 5 Ồ oh, 5 thấp quá đúng không ạ đoán lại à, bây giờ mình sẽ viết tường minh một chút ở cái đoạn này này đây 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 mình sẽ lén in cái kết quả của cái thằng máy đoán ra Green Zone Number, rồi đúng không? Đoạn này chúng ta sẽ là gì? Máy nó đoán đúng không? Bình thường là máy nó đoán và nó ẩn đi. Nhưng mà bây giờ mình đang test cái việc là cái hàm này nó chạy thế nào và và cái phương thức của nó chạy thế nào nên mình sẽ lén gì? Lén in in cái kết quả mà nó máy đoán ra để mình mình đoán. À, ví dụ như, như kiểu gian lận thứ thi cử, con ship F mười này, con chỗ ship F 10 rồi đây đây đây, máy nó đang đoán là hai này, được chưa? Các bạn biết trước kết quả chưa? À, bây giờ chúng ta thử đoán nhá. thử ba này, mình đoán 3 cái nó sẽ bảo là bạn cao quá này. Được chưa? 3 cao quá, thử lại được chưa? Nó vẫn giữ số 2 nha, được chưa? Các bạn thử đoán là Ờ um, 4 đi xem nào, 4. 4 cao quá đúng không ạ? À 3 cao quá. 2, 2 này. Đấy, đúng rồi, được chưa? Thế thì Cao siêu F10 này, đấy nó đoán 7 này. Chúng ta đoán 9 nha. 9 cao quá đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta đang đang là người không biết này, 9 cao quá. Bây giờ chúng ta đoán lại, chúng ta lại đoán là à thấp hơn đúng không? Chúng ta thử cho là 5 đi. À, 5 thì nó lại bảo thấp quá. Như vậy là cái số này nó sẽ nằm trong khoảng từ từ 5 đến 9 đúng không ạ? Chúng ta thử một phát nữa là 6. À 6. 6 nó cũng nói thấp, sẽ phải lên tiếp đúng không ạ? Thế chỉ còn 7 với 7 8 thôi, bởi vì chúng ta đang đoán mò dần mà. 7 đến 8. 7. Đấy, bắn 7 cái nó bảo đúng rồi, đúng chưa? Thế thì cái bài toán này các bạn hiểu lệnh rồi đúng không? Nhưng mà để đưa ra cái trường hợp khó hơn bởi vì chúng ta có 10 số thôi. 10 số tức là đây từ 1 đến 9 này. Đúng không? Thì nó rất là dễ đoán. Bởi vì nếu mà người dùng người ta cứ đoán đi đoán lại như này thì dần dần người ta sẽ tìm ra. Một là chúng ta sẽ phải nâng cái số này lên. Và thứ hai nữa là gì? Là chúng ta đưa ra cái điều kiện thêm một cái vòng vòng while chu ở đây nữa là nếu như trường hợp mà thêm cái biến đếm vào thêm cái biến đếm ở đây để khi mà người đếm à, khi mà cái thằng đoán sai này, này nó mà nhảy lên đến 5 lần nhạc thế ông đoán được 5 lần thôi quá 5 lần là sẽ ao khỏi vòng lập và bạn thua đúng không ạ đấy thì các bạn cũng sẽ tự hình dung để viết kích lại cái chương trình uh, game đoán số này và sau đó thì là chúng ta thêm cái điều kiện nữa đó là đoán được sai 5 lần thôi sau đó thì sai 5 lần thì thì thua báo thông báo là bạn thua rồi và ao khỏi chương trình đấy thì các bạn uh, viết lại chương trình này và cộng thêm cái ý đó nhé. Sau đó thì các bạn bình luận từ dưới video, mình sẽ kiểm tra xem là là cái thuật toán của các bạn viết đúng chưa, hoặc là nếu các bạn có vấn đề gì thắc mắc, các bạn chưa viết được thì các bạn cũng sẽ bình luận dưới video để mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn nhé. Thì đây là một cái cơ hội chúng ta thực hành. Đấy, chúc các bạn uh, sẽ hiểu bài và làm được tốt bài này. Cảm ơn các bạn.